một tác phẩm của nhà văn James Hadley Chase, Cạm bẫy phần 1 Bạn đang nghe trên kênh kể chuyện trinh thám Chương 1 Chúng tôi đến Pelota vào lúc 9 rưỡi sau khi đã vượt qua một quãng đường dài hơn 4 giờ liền Pelota là một thị trấn nhỏ nằm trên bờ Florida với những hàng quán kỳ ốt Bà như nhiều thị trấn khác Đi qua con phố chính Tay tài xế xe tải tên Sam William chỉ cho tôi những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của thị trấn. Kia là khách sạn Đại Dương. Gã nói, đưa tay chỉ tòa nhà cao vút nằm trên con phố dẫn ra biển. Khách sạn rực rỡ, ánh đèn nê ông với những khung kim loại lấp lánh. Cạnh cửa vào là một cái dù lớn nhiều màu. Một bất động sản của Petelli đấy. Xem nói, cả khách sạn lẫn thị trấn này cũng của hắn. Gần như thế. Và cả cái sân vận động trên kia nữa. Trên đỉnh đồi, một tòa bê tông tròn có khán đài, có mái che, bốn cái cột đèn chiếu bằng thép vươn cao sừng sững chắc là lão petelli ấy cào được nhiều tiền lắm xem nói gã đưa mu bàn tay quệt kia mặt đẫm mồ hôi nhổ nước bọt giải thích thêm hàng tuần cứ đến thứ bảy petelli lại tổ chức một trận đấu quyền anh ở đây xe rẽ vào một con phố nhỏ với những căn nhà gỗ san sát nhau cuối phố là bãi biển ba của tom rose nằm ở cuối phố xem tiếp tục giới thiệu rồi thắng xe lại anh bạn ạ à, thế là tôi lại về muộn Đáng lẽ ra tôi đã về đúng giờ. Nhưng anh nói với Tom hộ tôi. Tom phải chở hàng đến Miami. Nếu Tom không giúp thì anh cứ nói chuyện với vợ lão Alice là xong thôi. Cảm ơn anh. Xem. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ba của Tom là một ngôi nhà gỗ hai tầng lầu. Cửa ra vào mở toang. Từ đó vang vọng tiếng nhạc. Tôi leo lên cầu thang gỗ dừng lại ở ngưỡng cửa và nhìn. Một căn phòng rộng kê chừng 10 cái bàn và một cái quầy với ba máy pha cà phê hai người đàn ông mặc áo may ô, quần dinh sờn, bẩn ngồi sau bàn. Gần đó, sau khi bàn kê cạnh máy quay đĩa là một gã lực lưỡng, mặc áo vest trắng, thắt cả vạt sọc đỏ. Đối diện là một gã mập người nhỏ thó với cái mũ tai bèo trên đầu, chằm chằm nhìn vào tường. Cạnh đó, tay tài xế xe buýt mặc áo khoác, quần ra ngồi chống tay lên mặt quầy. Có cảm tưởng như gã đang ngủ. Một phụ nữ da mai mái đang loay hoay rót cà phê sau quầy. Tôi nghĩ đó là Alice vợ Tom đầu quầy đằng kia, Tom đang bỏ hạt cà phê vào máy. Đó là một người tầm thước, gầy, da dám nắng. Tôi đứng ở ngưỡng cửa nhìn mọi người một lúc lâu. Không ai để ý đến tôi cả. Alice đang đi tới chỗ bàn, nơi gã lực lưỡng và gã béo đang ngồi. Lúc Alice đặt cái khay với hai ly rượu xuống bàn, gã lực lưỡng lùa tay sờ vào đùi cô. Alice giật thót, suýt nữa thì làm đổ mấy ly cà phê. Cô cố sức dãy ra, nhưng không sao dãy được tôi nghĩ thế nào alice cũng dáng cho gã kia một bạt tai hoặc là la lên nhưng cô đã không làm gì cả tuy nhiên vì mải làm nên tom không để ý thấy nhìn vẻ mặt của alice tôi nghĩ là cô không muốn tom gây chuyện đánh nhau rõ ràng cô nghĩ là nếu gây chuyện đánh nhau chồng cô sẽ thua vì đó sẽ là một cuộc đấu hoàn toàn không cân sức alice cúi xuống cố gỡ bàn tay nham nhở của gã kia ra nhưng không được gã nhỏ thó mập thù lù bấm vai gã lực lưỡng chỉ tay về phía tom lúc này đang nhìn cái máy pha cà phê dì tai năn nỉ gã một điều gì đó. Gã lực lưỡng đưa tay trái ẩy gã mập một cái vào ngực, tay phải tóc váy Alice sờ nắn trên đùi cô. Alice tuyệt vọng tống cho gã một thoi vào mũi. Gã hét lên. Tom quay lại nhìn, mặt trắng bệch, khập khiễng. Tom nhảy ra khỏi quầy. Chân phải Tom là chân gỗ và mỗi bước của Tom nặng nề gõ xuống sàn dầm dầm. Gã lực lưỡng buông tay đẩy Alice văng ra. Cô rơi vào lòng gã tài xế. Lúc này đã đứng dậy khỏi ghế đang há hốc miệng nhìn cảnh tượng xảy ra nhưng rõ ràng là không muốn can thiệp. Tom đến bàn gã lực lưỡng nhưng gã thậm chí không thèm đứng dậy. Gã vẫn nhai nhỏm nhòm vẻ khinh khỉnh. Tom định thòi một quả vào đầu gã lực lưỡng nhưng gã né tránh không mấy khó khăn. Mất thăng bằng, Tom ngã chúi mặt xuống nhưng gã lực lưỡng đã bồi một quả mạnh đến nỗi Tom bay một quãng dài rồi đập đầu vào kệ quầy. Tom lóp ngóp ngồi dậy, miệng ngáp ngáp. Gã lực lưỡng đứng dậy. Ta đi khỏi xó xỉnh này thôi. Hắn nói với gã mập tao chán chỗ này quá rồi. Sau đó, hắn đến cạnh Tom đang loay hoay tìm cách đứng dậy mà không sao đứng được. Này thằng khốn, cứ thử đụng tay vào tao một lần nữa coi. Đổ rác rưởi, tao sẽ biến cái thân mày thành thịt băm. Cùng với những lời ấy, gã vung chân đá một cú rõ mạnh vào hông Ghost. Tôi bay vào phòng, nhảy tới chỗ gã lực lưỡng, quay người hắn lại dáng một cú bằng tay phải vào mặt hắn. Cú đánh xem ra khá mạnh. Mắt gã lực lưỡng tóe đom đóm. Nếu mày thấy ngứa tay, tôi nói, mời mày ra ngoài này tao sẵn sàng phục vụ mày hắn đáp lại tôi bằng một cú móc một ngọn đòn hiểm dành cho một kẻ không biết quyền anh là gì nhưng tôi kịp né tránh và tiếp tên khốn nạn đó bằng một cú móc hàm bằng tay phải đó là đòn hiểm của tôi gã lực lưỡng ngã lăn quay ra sàn hệt như một người bị đốn ngã đợi cho đến lúc hắn tỉnh thì vô nghĩa một khi bị đánh một cú như thế thì còn lâu hắn mới tỉnh lại được vì thế tôi nói với gã mập cùng đi với hắn dọn cái đồ rác rưởi quỷ quái này đi Gã mập ngơ ngác nhìn gã lực lưỡng đang nằm sóng xoài trên sàn. Sau đó hắn quỳ xuống, sờ vào mạch máu nơi cổ gã còn tôi thì đỡ Tom dậy. Tom thở dốc nhưng vẫn muốn đánh nhau với kẻ đã làm nhục vợ. Thậm chí còn bước tới chỗ gã lực lưỡng đang nằm. Hắn bị thế đủ rồi. Tôi giữ Tom lại. Anh không phải bẩn tay vì thứ rác rưởi ấy nữa. Bình tĩnh lại đi. Vợ Tom đến, ôm chầm lấy chồng. Tôi để yên cho họ ôm nhau rồi quay lại với mấy người khách. Họ nhìn gã lực lưỡng nằm trên sàn. Lúc này gã mập đang cố gắng dựng dậy nhưng không sao dựng được. Quai hàm hắn bay luôn rồi. Tay tài xế xe tải nói vẻ thán phục. Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy một cú móc tay phải đẹp như thế. Lôi hắn ra ngoài đi. Tôi nhắc lại. Nào các bạn, ta ném thứ rác rưởi này ra ngoài nào. Gã mập ngẩng mặt. Mắt hắn long lanh như hai giọt mưa. Có cảm tưởng như ngay lúc này hắn sẽ òa khóc. Anh đã đánh gãy quai hàm của bạn tôi hắn nói, thứ bảy này bạn tôi có một trận đấu quyền anh. Hắn đáng bị bẻ cổ, tôi đáp. Gã lực lưỡng thở dốc, lóp ngóp ngồi dậy mở mắt, rên rỉ. Hàm trái hắn sệ xuống, máu gì ra chảy dài xuống cổ. Hai ông khách mặc may ô giúp dựng hắn dậy, dìu hắn ra cửa. Hắn lê bước trên sàn còn gã mập, bạn hắn thì léo đéo theo sau. Mặt hắn trông như trong đám tang mẹ. Tay tài xế xe tải quay qua nhìn tôi. Đúng là tuyệt vời không thể chê vào đâu được. Anh ta thốt lên. Anh có biết thằng cha vừa bị anh cho knock out là ai không? Hắn chính là do Macready vô địch quyền anh vùng này đấy. Thứ bảy này hắn sẽ gặp kíp nhà vô địch hạng nặng từ Miami. Người ta đã cá cược cả đống tiền. Anh có muốn tôi cho anh một lời khuyên không? Anh bạn, hãy cuốn gói chuồn khỏi đây ngay đi. Một khi Petelli biết được chuyện anh hạ knock out Macready là thế nào hắn cũng điên lên. Không đùa được đâu còn nguy hiểm hơn cả rắn độc đấy. Tôi đẩy ghế, đứng dậy thỏ tay vào túi tìm bao thuốc. Rose đưa tay ra hiệu ngăn tôi lại. Tối ấy khách khứa được ăn uống miễn phí. Tôi được chiêu đãi một bữa thịnh soạn như chưa bao giờ nhìn thấy. Trong lúc ăn, tôi còn được vợ chồng Rose ngồi tiếp. Tôi cảm thấy thích họ. Khi bữa tiệc kết thúc thì chúng tôi đã gọi nhau bằng tên và trở nên thân thiết. Đến lượt tôi phải nói về mình. Tôi từ bốc đến, ông già tôi có một quán cà phê nhỏ nằm cạnh nhà máy thép canerly chắc các bạn nghĩ một quán cà phê mở cạnh cái nhà máy thép lớn nhất nhì thế giới ấy thì tha hồ hốt bạc chứ gì hỡi ơi bạn nhầm rồi xin bạn đừng hỏi vì sao bản thân tôi cũng không biết chỉ biết rằng khi bố tôi mất nhà không còn lấy một xu tóm lại tôi đã phải bán tất tật để trang trải nợ nần và ra đường trở thành kẻ vô gia cư thế rồi tôi nảy ra ý tưởng đến florida xem sao và nhờ trời tôi đã không thấy hối hận vì đã đến đây. Rose gãi gáy, liếc nhìn tôi. Florida này thì có gì hay? Thế anh đã đến Pittsburgh bao giờ chưa? Bẩn thỉu, nhếch nhác và thêm nữa quanh năm sương mù đấy. Pittsburgh là thế. So với nó, Florida là thiên đường nơi hạ giới. Có thể anh nói phải nhưng suốt đời sống ở Florida nhiều khi tôi cũng khó chịu với ánh mặt trời ở đây. Anh bạn già của tôi ạ, à, chẳng qua anh không hiểu thấu hạnh phúc của anh đấy thôi con người ta thường được voi đòi tiên. Phải mất ba tuần ngồi nhờ xe tải tôi mới mò được đến đây mà tôi có cảm tưởng như đó là những ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi. Florida là một mảnh đất thần tiên. Tôi dịch lại ngồi gần Rose hơn. Nhân tiện nói để hai bạn biết, tôi đến đây được là nhờ William cho đi nhờ. Anh ấy nói anh có thể gửi cho tôi đi nhờ đến Miami. Chuyện đó thì dễ thôi. Do bếp hiện đang chạy chuyên tuyến Miami, anh ta vẫn gửi bưu phẩm chỗ tôi. Ngày mai thế nào anh ấy cũng ghé lấy. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy để anh đi nhờ. Sao? Anh định đi Miami thật à? Lại còn hỏi. Anh biết không? Cú móc hàm của anh vừa rồi thật tuyệt đẹp. Rose chuyển qua nói chuyện khác. Từ lâu tôi chưa thấy ai có quả móc tuyệt vời thế. Sao? Anh cũng có học quyền anh à? Tôi dám cá là anh có học, mà không phải học ít. Tôi đã được chứng kiến cách anh ra đòn thế nào. Vâng, có một thời tôi cũng có học bỏ bẽ. Tại sao tôi bỏ ư? tôi căm ghét đánh đấm. Lose chăm chăm nhìn tôi. Với thể chất thế này và với kỹ thuật như vừa rồi, anh hoàn toàn có thể phát tài ở đây. Anh đã từng đấu với ai rồi? Từng thượng đài vài hiệp với Joe Louis. Từng cùng với anh ta là một tour quảng cáo khắp các căn cứ quân sự. Anh ta là một người có danh tiếng. Anh ta từng nói tôi có cú móc tay phải tuyệt vời. Chính Joe Louis đã nói thế. Từ hồi phải đánh thay cho Flesky, tôi đã có dịp hạ knockout Jack Venner ở hiệp 2. Thật thế à? Jack Venner, vô địch California. Chính hắn, lúc bấy giờ hắn chưa vô địch, nhưng đấm hết sẩy. Lần ấy tôi gặp may, hắn vô ý để hở hàm. Tôi móc hắn một cú tay phải và hạ nóc ao thắn ở đầu hiệp hai. Có lẽ vì Jack quá tự tin, nên chủ quan. Tôi có cảm tưởng là anh không đánh giá đúng tài năng của anh. Nhưng một khi ngay cả Venner mà anh còn hạ knockout được thì, tay tài xế xe tải khuyên tôi là đừng lưu lại thị trấn này lâu Petelli sẽ điên lên khi nghe chuyện Macready bị tôi đánh. Anh đừng lo. Sonny Brand sẽ thuật lại mọi chuyện cho Petelli và hắn sẽ cá cược vào cửa kít từ Miami. Và nếu anh cũng hạ được kít như hạ cái thằng Macready khốn khiếp lúc nãy thì Petelli sẽ nhổ toẹt vào hắn. Sonny Brand có phải là tay đi cùng với Macready không? Chính hắn. Hắn đã ký hợp đồng với Macready và tôi nghĩ lúc này đang phải cắn móng tay mà tiếc. Bản thân Brent là một tay tốt nhưng Macready là một kẻ chuyên bán độ. Đều cáng. Đêm đã khuya. Rose năn nỉ tôi ngủ lại. Tôi nhận lời. Lúc tôi đã lên giường đi nằm, Rose mò đến. Anh ta đứng chéo chân nhìn tôi. Vẻ mặt anh ta trang nghiêm. Rõ ràng là anh ta muốn nói một điều gì đó nhưng chưa dám. Anh có muốn tôi ra một tuyên bố quan trọng không? Tôi đùa. Tất nhiên là muốn. Anh cũng biết là Alice đã nói những gì về anh rồi đấy. Tôi có một đề nghị làm ăn. Anh thấy thế nào nếu vợ chồng tôi đề nghị anh ở lại đây làm việc cho chúng tôi? Hiện tại công việc buôn bán của chúng tôi cũng không đến nỗi tồi nhưng chúng ta có thể làm cho nó tiến triển tốt hơn nữa, còn có thể khuếch trương. Dĩ nhiên, ở đây anh không thể thành triệu phú được nhưng nếu anh thích tôi sẽ cho sửa chữa lại hết. Và tôi không chỉ thuê anh làm công mà còn chia một phần ba lợi nhuận cho anh. Không đến nỗi tồi, nếu có một cái nhìn tỉnh táo. Anh thấy thế nào? Tôi và Alice sẽ rất sung sướng nếu anh nhận lời. Anh có điên không đấy? tôi nói và nhổm dậy anh đã biết gì về tôi đâu sao anh định chia một phần ba lợi nhuận cho một người mới gặp lần đầu chỉ vì người đó vào vào miệng một thằng cha khốn nạn tom ngồi xuống mép giường chúng tôi cần một người như anh để cộng tác johnny ạ à. thứ nhất anh chả phải học nghề gì nhiều hai nữa anh có thể bảo vệ cửa hàng điều mà tôi không sao đảm đương được ở đây không thiếu gì bọn lưu manh nhiều khi tôi cũng gặp không ít khó khăn ngoài ra chúng tôi thích anh tôi tin là anh sẽ thích thú với khoản lợi nhuận một phần bao đó. Dĩ nhiên, Tom nói phải. Xong tôi lại không muốn ở lại. Nhưng phải từ chối sao để khỏi mất lòng Rose bây giờ đây. Tôi vô cùng cảm động trước đề nghị của anh. Anh to mạ, nhưng tôi không thể chấp nhận nó. Mong anh hiểu cho và đừng giận tôi. Thú thật, tôi cũng chán cảnh lang bạt này rồi. Tôi luôn mơ ước có thật nhiều tiền. Hồi tôi còn nhỏ, bố tôi đã giam hãm tôi. Chỉ chi cho tôi từng xu lẻ đủ ăn còn tiền xem phim, kẹo cao su, quần áo và nhiều chi tiêu khác tôi đã phải tự kiếm lấy. Lúc những đứa trẻ khác vui chơi thì tôi phải làm việc quần quật cả ngày, tôi bán báo, rửa kính xe. Tôi không có thời gian để chơi. Bố tôi nghĩ rằng làm thế sẽ dạy cho tôi biết quý trọng đồng tiền xong ông ấy đã nhầm. Tất cả những cái đó chỉ nung nấu ước vọng của tôi là có thật nhiều tiền để được vung tiền qua cửa sổ cho thỏa thích. Điều đó đã làm nảy sinh trong tôi một ý tưởng táo bạo. Lúc này, tất cả những gì tôi có chỉ là bộ quần áo mặc trên người và cái ý tưởng ấy, nhưng tôi đã quyết định phải tới Miami bằng mọi giá. Người ta nói ở đấy rất nhiều tiền và biết đâu tôi sẽ kiếm chắc được. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy chỉ có ở Miami tôi mới bắt đầu được sống một cuộc đời mới. Tom ngồi nghe tôi nói, không chớp mắt, sau đó hỏi, "Anh Johnny này, nhưng sao lại nhất thiết phải là Miami? Sao lại không phải là New York hay một thành phố lớn nào khác?" Anh biết không, tôi đã làm quen với một người đã từng ở miami anh ta nói với tôi miami là một thành phố đặc biệt ở đây một mét vuông có cả triệu đô là nơi có thể kiếm nhiều tiền hơn bất cứ nơi nào trên thế giới này đó là nơi người ta đến ăn chơi và ném từng đống tiền qua cửa sổ tất nhiên nói thế có vẻ vô lý nhưng anh hiểu cho tôi tôi không có ý định dính tới những việc đáng ngờ liều lĩnh hay làm những chuyện không đâu tôi muốn kiếm tiền một cách hợp pháp anh có biết anh ta đã nói gì không anh ta nói ở Miami thời cơ xúc tiền có đầy. Chẳng hạn như làm vệ sĩ cho một con chuột nào đó với mức lương 200 đô một tuần. Cũng chính anh ta đã kể cho tôi nghe chuyện một gã đàn ông sau khi liều mình cứu sống một nữ minh tinh màn bạc liền được cô này cho một đống tiền rồi còn kiếm việc cho ở Hollywood. Còn cả hai anh chàng đã kể chuyện đó cho tôi nghe nói chỉ là tay tài xế taxi quen sau được xếp di chúc cho nửa triệu đô. Chả lẽ chuyện tương tự không thể xảy ra với tôi? Ở đấy đầy tiền, điều còn lại là phải có mặt đúng lúc người ta quăng tiền qua cửa sổ Lose nhìn tôi trầm tư đưa tay gãi đùi lầu bầu thế anh chàng kia có kể cho anh nghe về bọn găng tơ bọn lưu manh cơ bạc bịp ở đấy không bọn đó chả khác gì đàn sói chỉ trực ngoạm cho được những miếng béo bở nhất anh ta chưa kể cho anh nghe về chuyện cảnh sát ở đấy có thể tóm cổ và tống khứ bất cứ ai ăn mặc lùi thôi ra khỏi thành phố sao tôi biết rõ miami johnny ạ khi tôi chưa bị mất chân tôi đã từng là tài xế chuyên tuyến miami pelota tất nhiên đấy là nơi ăn chơi lý tưởng cho những tay triệu phú nhưng đối với những người không một xu dính túi thì còn tệ hại hơn là rừng thiêng thú dữ vậy anh nên bỏ cái ý nghĩ đi miami đi tất cả điều đó chỉ là mơ ước hão huyền cứ ở lại đây với vợ chồng tôi anh sẽ có công ăn việc làm sẽ kiếm tiền bằng lao động chân chính mà không lo lắng gì cả hãy suy nghĩ kỹ đi johnny ạ à? anh chỉ có một cách hốt bạc nhanh là đấm bốc khó có thể nói anh đáng giá bao nhiêu nhưng xét cú móc tay phải vừa rồi của anh thì thôi anh đừng nói nữa bỏ chuyện bốc ấy đi tôi không muốn mù và thành cái bị thịt cho người ta đấm dù sao tôi cũng sẽ đến miami vậy nên xin lỗi anh có lẽ cái số tôi phải thế và mong anh đừng nghĩ là tôi không biết lòng tốt của vợ chồng anh chương hai tôi vừa ăn sáng xong thì brent xuất hiện ở ngưỡng cửa với cái mũ tai bèo hất ra sau gáy mắt hắn thâm quầng tựa hồ như cả tháng không ngủ không để cho hắn kịp mở miệng tôi đốp ngay rất tiếc là con lừa của ông không còn thi đấu được nữa nhưng hắn đã nhận được cái hắn đáng phải nhận ông đến đây cũng vô ích thôi tôi chẳng có liên can gì cả brent thả mình xuống ghế bỏ đi tôi không có thắc mắc gì với anh cả hắn có lỗi ông trời có mắt thằng chó đó đã lượm tôi vào hòm trước khi tôi nhắm mắt với hắn toàn chuyện rắc rối brent đưa tay quệt mặt thở nặng nhọc. Sau đó, hắn ghé tai tôi hỏi nhỏ, ai đã dạy anh đấm bốc thế? Có một thời tôi cũng đã võ vẽ đánh bốc ít nhiều. Nếu tôi biết quai hàm của con lửa ấy giòn như thủy tinh thì tôi đã đấm vào chỗ khác rồi. Hàm hắn không giòn đâu, chẳng qua bị người ta nhắm vào đó đánh nhiều quá đây thôi. Nhưng hôm qua, tôi mới được nhìn thấy một cú móc hàm như thế. Với cú móc ấy thì có là voi cũng phải gục. Thôi đừng nghĩ đến hắn nữa giá như tôi có người thay hắn vào thứ bảy này thì tôi đã sung sướng chia tay với hắn rồi nhưng tôi không có mà đây lại là trận cuối cùng trong sự nghiệp ông bầu của tôi phần tôi được hưởng trong trận này là ba phần tư chứ đâu phải ít anh đã từng so găng vói ai hắn hỏi sau một lúc im lặng ồ không đừng hỏi tôi chuyện đó tôi nói với tôi anh sẽ không thu được gì đâu brent đưa đôi mắt tí hí nhìn tôi chằm chằm với thể chất thế này và với cú móc tay phải mà anh đã biểu diễn Thú thực anh sinh ra là để làm võ sĩ. Anh không thượng đài lâu chưa? Lâu lắm rồi. Tôi đã nói với anh là tôi không thích đánh đấm. Vì vậy nếu anh không có gì để nói nữa chúng ta sẽ chia tay nhau như những người bạn. Thôi được rồi. Rose có nói với tôi là anh đã từng hạ knockout Venner ở Hiệp 2. Thì sao? Tôi đã hạ hắn thật nhưng anh được gì chứ? Brent cựa quậy, ngồi không yên trên ghế. Tôi nghe nói anh đang định đi Miami phải không? Thế thì hãy nghe tôi nói đây chỉ cần nhìn anh là người ta biết anh thuộc hạng người gì rồi nghe này không lẽ anh định xuất hiện ở miami với bộ dạng thế này bọn cớm không để cho anh đặt một bàn chân đến đó đâu tin tôi đi ai ăn mặc lôi thôi đến miami thì cứ xem như chết rồi có chết thì người ta chôn tôi chứ có phải chôn anh đâu mà anh lo hắn bỏ cái mũ tai bèo xuống xem xét trong mũ như tìm một cái gì đó vừa mất tôi trao đổi với anh không phải vì tôi thích nói chuyện với anh đâu anh nghĩ sao nếu anh đến miami trên chiếc xe hơi của mình trong một bộ vest sang trọng và với một hành lý đắt tiền hà. Xe hơi tuy không còn mới nhưng vẫn chạy tốt. Tôi biết là hắn đang dụ tôi tuy vậy vẫn dòng cả hai tay lên nghe. Anh cứ nói tiếp đi. Tôi dục Không ai tính tiền nghe đâu. Tôi không kể chuyện cổ tích. Brent cười để lộ hai hàm răng bằng vàng. Anh sẽ có tất cả nếu anh chấp thuận thay Macready. Tôi lưỡng lự. Còn hai giờ nữa xe do bếp mới khởi hành đi Miami. Tôi cân nhắc đi nhờ xe do như một kẻ du thủ du thực hay là nằm lại bốn ngày rồi tới miami trên chiếc xe hơi của mình với một nắm tiền nhưng trước mắt phải thượng đài với một võ sĩ hạng nặng mà tôi không hay biết ngoài ra đã lâu lắm rồi tôi không tập luyện biết đâu tôi bị hắn đấm gáy quai hàm nắm một đống thì sao tay sắp đấu với tôi đánh đấm thế nào tôi hỏi không đến nỗi tồi brent đứng dậy đáp nhưng anh đừng lo anh không cần phải thắng chỉ cần anh chịu đựng vài ba hiệp để an ủi, làm vui lòng khán giả thôi. Tất cả đã cá cược vào cửa hắn. Nếu thấy nguy quá thì anh cứ giả vờ knock out. Tôi chưa bao giờ làm thế và cũng không định làm. Đó là tôi nói thế thôi. Brent thản nhiên nói. Thôi, bây giờ tôi với anh đi dạo đến phòng tập một lúc rồi ta xem lại mọi chuyện. Sau khi tôi xem anh đánh thử. Phòng tập nằm cách ba không xa. Đó là một gian phòng nhỏ khá luộn thuộm, trông không được tiện nghi cho lắm hai võ đài, mấy bao cát, mấy cái tủ thay quần áo và mấy phòng tắm, thay đồ. Vài phút nữa rôn lờ, huấn luyện viên của do sẽ đến. Brent nói, anh có thể giã hắn thế nào tùy thích, nhưng nếu không đánh lại thì hắn sẽ cho anh nhớ đời đấy. Anh sẽ đấu với hắn ba hiệp để tôi xem khả năng anh thế nào. Rôn lờ xuất hiện. Đó là một gã da đen với đôi mắt buồn buồn, thân hình gã y hệt một con tinh tinh già và mặc dù cao to hơn tôi nhưng xem ra hắn chẳng có gì nguy hiểm cả henry cậu thử tay nghề với anh chàng này vài hiệp xem brent nói với gã da đen tôi muốn biết anh ta đáng giá bao nhiêu nhớ là đừng tiếc các quả đấm cứ dáng thẳng tay cho tôi gã da đen lầu bầu một điều gì đó rồi gật đầu đồng ý còn anh cũng đừng nhường nhịn nào các anh đấu xem nào brent nói và gõ chuông giôn lờ lao vào hắn vươn đầu trên đôi vai lực lưỡng nhảy vòng vòng trên võ đài tôi ra mấy đòn liền bằng tay phải và né tránh được một cú móc hiểm của gã da đen sau đó tôi ra một đòn nữa rất mạnh bằng tay trái lúc này tôi mới chỉ đấu có nửa sức tôi muốn xem xem mình có thể đấu với nhịp độ nào trước thỉnh thoảng henry cũng ra được một đòn chúng tôi nhưng không mạnh lắm sau đó bất thình lình hắn dừng lại ra một đòn mạnh bằng tay phải tôi né người tránh nhưng không kịp cú đấm làm tôi choáng váng. Rồi lờ tiến lại nhưng liền ngay đó tôi đón hắn bằng một cú tay trái. Đó là đòn dáng trả đầu tiên của tôi. Gã da đen trúng đòn, bay ra một quãng xa, như một tảng đá. Lúc này, hắn tỏ ra thận trọng hơn. Rõ ràng là tay trái của tôi đã làm hắn e ngại. Tôi kịp né được hai cú đấm nữa của hắn, nhưng hắn ra đòn liên tục làm tôi phải thở dốc. Nhận thấy tôi thở dốc, Henry trở nên can đảm hơn, các đợt tấn công tiếp theo của hắn tôi đều né được tuy vậy vẫn có vài cú trúng đích tôi cảm thấy đuối sức rất may là đúng lúc ấy tiếng chuông báo hết hiệp vang lên tôi thả mình xuống ghế và sung sướng được hít thở brent lấy khăn lau máu cho tôi vẻ trầm tư chắc là lâu rồi anh không đấu hắn nói phản ứng quá chậm hiệp sau nhớ đừng căng thẳng quá và nhớ phải luôn giữ khoảng cách an toàn tôi im lặng không nói gì tôi đã có sẵn một kế hoạch hiệp này tôi phải kết thúc nếu không tôi sẽ quỵ. John L. thậm chí không thèm ngồi nghỉ. Hắn đứng dựa vào dây võ đài nhìn tôi hầm hầm. Sẵn sàng rồi chứ. Brent cầm dây kéo chuông, hỏi. Vâng, tôi đáp, và đứng phát dậy. Henry lao vào ra đòn định hạ knock out tôi. Tôi né người. Cú đấm sượt qua vai và tôi giáng ba cú liên tiếp vào người hắn. Gã da đen thở dốc, ôm lấy tôi. Tôi cố đẩy hắn ra nhưng vô ích. Hắn tuyệt vọng buông thõng người trên vai tôi, mặc cho Brent kêu gào, Henry, Henry, Henry hoảng loạn. Chúng tôi còn đứng ôm nhau thêm một giây nữa, sau đó tôi đẩy hắn ra được và ra đòn bằng tay phải. Gã da đen thở dốc ra đòn đánh trả, sau đó hắn lại ôm chặt lấy tôi. Các cú ra đòn của tôi luôn trúng đích, một cú móc trái, thêm một cú móc trái nữa và Henry ngã lăn ra sàn. Tôi lại góc võ đài, lau máu mũi. Henry nằm trên sàn, thở phì phò tôi cảm thấy yên tâm vì phải còn lâu henry mới dậy được brent chui qua dây võ đài với nụ cười rộng đến mang tai tôi phải giúp hắn kéo henry lại góc võ đài đặt hắn ngồi lên ghế chúng tôi đang cố gắng giúp cho henry tỉnh lại thì có tiếng nói oang oang tao thấy thích thằng nhóc ấy đấy mày đảo hắn ở đâu ra thế brent brent giật thót như chạm phải thanh sắt nung hắn nhìn lại và thấy ba gã đàn ông đang đứng cạnh võ đài gã vừa nói là một người tầm thước mặc áo vest với cái mũ mềm trên đầu bộ ria mép mảnh mai như một nét vẽ hai gã cùng đi với hắn trông hệt như những tên găng tơ trong phim trinh thám trông chúng lực lưỡng, hung dữ có cảm tưởng chúng chỉ quen dùng súng và dao hơn là nắm đấm ngài Peteli, xin chào ngài Brent chào vẻ sợ sệt ngài vào mà tôi không để ý Peteli nhìn tôi từ đầu tới chân tôi có cảm tưởng là ngay cả một nốt ruồi nhỏ cũng không lọt qua cái nhìn chăm chú của hắn Mày đảo đâu ra nó thế? Hắn chính là đứa đã đánh gãy hàm Macready đấy. Brent đáp rồi bối rối lôi khăn lau mặt. Thế mà bọn nó không thèm báo cáo với tao. Sao? Mày định đưa hắn ra thay kít à? Tôi cũng đang định báo cáo với ngài. Thưa ngài Petelli, nhưng trước khi báo cáo tôi muốn xem hắn đánh đấm thế nào đã. Chắc là hắn cũng không đến nỗi nào. Phải thế không? Petelli nói và cười nửa miệng. Thưa ngài, hắn được luyện tập quá ít. Brand nói nhưng liền bị Peteli ngắt lời. "Sau một giờ nữa đến văn phòng tao, chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể hơn. Tên anh là gì?" Hắn hỏi tôi F-R-R-R. Tôi trả lời cộc lốc rồi chui qua dây võ đài. "Mày có vẻ là thằng chơi được đấy," Peteli nói. "Tao muốn mày đấu vài trận. Mày đã ký hợp đồng với Brand chưa?" "Tôi chưa ký gì với ai cả," tôi đáp, và cũng không có ý định ký với ai. Ông nhìn thấy tôi lần này là lần đầu và cũng là lần cuối cùng. Thôi được rồi. Ngay bây giờ mày cùng với Bren đến văn phòng tao. Chúng ta sẽ bàn về tất cả mọi chuyện. Tao sẽ bảo đảm tổ chức cho mày mỗi tháng một trận. Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi nói và đi vào phòng thay đồ trong sự im lặng nặng nề. Tôi trở lại với Rose khi chiếc xe tải 15 tấn của Robert đã lên đường đi Miami. Bước vào ba, tôi thấy Rose đang đứng sau quầy bên máy pha cà phê. Sao? Nghĩ lại rồi à? Rose hỏi. Robert chờ anh mãi. Petelli có thể mua được cả thị trường còn cảnh sát thì hắn bỏ gọn trong túi tom tôi hoàn toàn tin anh và tất nhiên tôi cố giữ anh xa hắn anh biết không tôi phải tập luyện thời gian còn ít nhưng dù sao thì từ nay đến thứ bảy tôi cũng có thể chuẩn bị đâu vào đấy anh cứ ở lại đây johnny ạ à, và đừng có từ chối chúng tôi sẽ sung sướng nếu anh ở lại đây với chúng tôi tôi đã không từ chối và cảm thấy hạnh phúc được ở lại với vợ chồng họ sau đó, Ben ghé vào ba. Hắn thả mình xuống cái ghế ở góc phòng. Trông hắn mệt mỏi như vừa chạy bán marathon xong. Tôi tiến lại gần hắn. Tuyệt rồi. Tôi đã thu xếp xong. Tôi đã thuyết phục được Petelli rằng đây là trận đấu cuối cùng của anh. Tôi nghĩ anh đã bỏ qua một dịp may hiếm có. Với Petelli, anh có thể kiếm được cả đống tiền. Tôi không quan tâm đến điều đó. Thì tôi cũng nói với Petelli thế. Nhưng anh còn có thời gian để suy tính mà tôi đã suy tính kỹ rồi với petelli anh nên thận trọng brent cảnh báo hắn ta không tử tế gì đâu hắn đã cá cược vào cửa kit vì thế kit sẽ thắng được thôi nếu kit mạnh hơn tôi hắn sẽ thắng cần phải làm sao để kit thắng brent nói đó là mệnh lệnh có nghĩa là anh đã thống nhất với petelli là kit phải thắng tôi theo tôi hiểu là thế phải không ừ đúng thế petelli sẽ quảng cáo anh như là một tay đấm siêu hạng tiền cược sẽ tăng chóng mặt nhưng hắn vẫn đặt vào cửa kít. Anh phải thua ở hiệp thứ ba. Tôi đã nói với ông là tôi sẽ không bao giờ làm việc đó. Brent lại lấy khăn lau mặt. f a -r, r r anh nghe đây. Anh sẽ được nhận một chiếc xe hơi và 500 đô la. Nếu kít không đánh gục được tôi thì tôi sẽ đánh gục hắn. Có thế thôi. Tôi nhổ tuẹt vào mưu mô của các anh. Anh không có sự chọn lựa nào khác đâu. Brent nó vẻ mệt mỏi. Một khi Peteli đã quyết thế rồi thì đừng có dại mà chống lại. Giả dụ, nếu tôi không tuân lệnh hắn thì sao? Người ta không đùa với anh đâu. Peteli là một thằng cha khốn nạn. Hai năm trước đây, có một gã làm hắn mất một khoản tiền lớn vì không làm theo lệnh hắn. Hắn đã sai tay chân bắt gã kia lại và làm cho hai bàn tay gã thương tật đến độ không thể đấm được nữa. Bọn đàn em của hắn đã đánh tay gã ấy bằng thanh sắt. Và điều đó cũng đang chờ anh nếu anh dám trái lệnh hắn anh không dọa được tôi đâu tôi nói tôi có máu điên vì thế hoặc là trận đấu sẽ diễn ra đúng luật hoặc là tôi sẽ từ chối thi đấu đừng ngu ngốc thế F R ạ -r -r à. brent nanny nếu Peteli đã muốn anh nằm là anh phải nằm không đùa được với hắn đâu sẽ chẳng có ai bênh vực anh đâu Peteli đang cung cấp tài chính cho cả hai đảng cộng hòa và dân chủ ở đây hắn đặt cược tất cả các con ngựa và không bao giờ thua cái đó chả liên quan gì đến tôi Tôi nói rồi đứng dậy. Đây là trận đấu cuối cùng của tôi và tôi không tham gia vào mánh khóe của các ông. Ông có thể thay mặt tôi nói cho Petelli biết điều đó. Nếu muốn anh đi mà nói với hắn. Brent nói nhanh. Từ giờ phút này anh cứ lo đi mà lo cho mình còn tôi. Tôi phải cho tôi. Không thể như thế. Ông đã nấu cháo ra thì cứ thế mà hút đi. Tôi phải đến phòng tập đây. Lúc tôi ra khỏi ba thì chắc Brent cũng chạy đến Petelli bởi lẽ tôi vừa đến phòng tập vừa kịp đi vài đường với Henry thì đã thấy tay chân của Petelli xuất hiện. Benno lực lưỡng, mặt cạo nhẵn với những đường nét thô kệch. Chúng bước vào tự nhiên như ở nhà. Henry lặng đi. Phải nói rằng trông chúng hung dữ thật. Mày mặc quần áo vào đi. Penny nói. Đưa ngón tay trò chỉ tôi. Sếp muốn gặp mày. Tao đang bận nếu ông ta muốn gặp tao thì về bảo ông ta đến đây. Brent thắt xì hơi. Hắn nhìn tôi như nhìn một kẻ tâm thần. Không nói nhiều. Penny lầu bầu. Mặc quần áo vào và đi theo chúng tao. Chúng mày xéo đi. Tôi nói. Hay là muốn tao nắm cổ vứt ra khỏi cửa. Cứ thử xem. Benno thách và một khẩu súng xuất hiện trên tay hắn. Mày nghe tao nói gì rồi chứ? Mặc quần áo vào không tao cho một viên vào bụng bây giờ. Ánh mắt của hắn long lên chứng tỏ hắn không đùa. Henry ghé tai tôi thì thầm. Đừng có ngu thế. Đi theo chúng đi. Tôi thừa biết chúng. Penny cười khẩy lại còn không biết chỉ trong năm này thôi benno đã nhúng tay vào ba vụ án mạng rồi đấy tình cờ thôi tất nhiên mà có thể có vụ thứ tư lắm trong lúc tôi thay quần áo chúng nhìn tôi không chớp sau đó chúng tôi bước ra một con phố nơi có một chiếc xe cadillac lớn đang chờ benno vẫn giữ khư khư khẩu súng trong tay cạnh chiếc cadillac trên vỉa hè một viên cảnh sát đang đi đi lại lại gã nhìn về phía chúng tôi nhận thấy khẩu súng trên tay benno gã liền lảng đi chỗ khác điều đó một lần nữa chứng tỏ cho tôi biết rằng tôi đang rơi vào một hang ổ có thế lực thế nào tôi mở cửa chui vào xe ngồi xuống cạnh penny một phút sau chúng tôi đã có mặt ở khách sạn đại dương qua một hành lang dài chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa làm bằng gỗ đỏ có tấm bảng cấm vào penny gõ cửa bước vào đó là một căn phòng không rộng lắm trông giống như một văn phòng một cô gái tóc vàng ngồi vừa đánh máy vừa nhai kẹo cao su à ngẩng đầu lên nhìn tôi lãnh đạm, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy khẩu súng trên tay Benno và chỉ hất hàm về phía cái cửa sau lưng. Vào đi, à nói vói Penny. Sếp đang chờ đấy. Penny hé cửa, đẩy tôi vào trước. Vào đi và nhớ cư xử cho lịch sự. Hắn nói, tôi lọt thỏm vào một căn phòng rộng. Chỉ trong phim may ra mới có một căn phòng rộng thế. Sàn trải thảm. Trong phòng kê chừng hai tá ghế bành, hai cái đi văng, mấy cái kệ để sách báo, trên tường treo đầy những tấm gương được lồng trong khung vàng, phản chiếu hình ảnh tôi khắp nơi tựa hồ nhắc nhở rằng tôi ăn mặc lôi thôi thế nào. Sau cái bàn rộng có thể dùng để đánh bóng bàn được là Petelli đang ngồi phì phèo điếu xì gà. Chờ cho tôi tới gần, hắn bỏ điếu xì gà xuống, nói, ở đây người có quyền nói là tao. Việc của mày là nghe, hắn nói khô khốc và lạnh lùng. Mày là một võ sĩ mạnh, tao có thể bắt mày thi đấu nhưng Brent nói mày không thích thi đấu cho lắm. Phải thế không? phải tôi đáp kít cũng không phải là võ sĩ tôi nhưng tao sợ hắn không địch được với mày một khi mày không muốn làm việc với tao thì đành chịu chứ biết làm sao được nhưng đây là trận đấu của kít tại pelotan này sẽ có một ấn tượng không hay nếu hắn thua vì thế hắn phải thắng tao đã bỏ ra một trăm ngàn đô và không muốn bị mất trắng tao đã nói với brent là mày phải thua ở hiệp thứ ba nhưng brent lại nói với tao là mày không chịu một sự giàn xếp như thế xong cái đó không liên can gì đến tao tao đã tạo điều kiện để mày được làm việc với tao nhưng mày từ chối. Petelli ngừng nói, gẩy tan xì gà xuống thảm. Vấn đề là ở chỗ, ở đây tao là người ra lệnh, mày hiểu chưa? Và mày cần phải làm theo những gì tao nói. Tao có đủ đàn em để bắt những kẻ không tuân lệnh tao phải nghe lời. Từ giờ phút này, mày nằm dưới quyền của tao. Và đừng có dại dột mà bỏ trốn. Thứ bảy này mày phải thi đấu với kíp và phải làm sao để khán giả không nghi ngờ gì. Đến hiệp ba, Kít sẽ đánh mày một cú và mày phải quỵ xuống và lăn đùng ra. Không dậy được. Nếu mày giờ chứng thì đây sẽ là cú làm ăn cuối cùng của mày trên cõi đời này. Và cũng đừng có hy vọng vào sự giúp đỡ của cảnh sát. Bọn cảnh sát ấy sẽ làm tất cả những gì tao muốn. Tao báo trước, hoặc là mày thua kít ở hiệp ba hoặc là mày sẽ phải nhận một viên đạn vào đầu. Còn bây giờ thì cút đi. Hắn không dọa xuông. Tôi thừa biết là nếu không nghe lời hắn thì tôi sẽ bị đập nát như một con ruồi tôi lặng lẽ bước ra và khép cửa lại. À tóc vàng vẫn ngồi đánh máy. Nhưng Penny và Benno thì không còn trong phòng đó nữa. Sếp rất dễ thương phải thế không nào. Rất lạ là sếp không có bạn. À tóc vàng nói. Tay vẫn không ngừng gõ máy và mặt không rời trang giấy. Tôi suy tính mông lung. Liệu có nên bí mật chuồn khỏi Pelota đến Miami không nhưng liền hiểu ngay là không nên. Penny và Benno sẽ không để cho tôi rời cái thị trấn này một bước. Chương 3 Petelli là một tay anh chị, điều đó chẳng còn gì nghi ngờ. Hắn đã lôi kéo giới báo chí địa phương quảng cáo tôi như là một võ sĩ mạnh. Hắn đã làm cho mọi người tin là tôi sẽ thắng vì thế mà đến ngày thượng đài tỷ lệ cá cược đã lên tới chóng mặt, bốn ăn một. Đặt vào cửa kít 10.000 đô Petelli tin chắc sẽ vỡ được một món bờ. Từ hôm đó, hắn và tay chân của hắn không nói với tôi một lời nào nữa. Rõ ràng là chúng tin chắc rằng cuộc nói chuyện của Petelli đã đủ làm tôi sợ mà thật vậy suy cho cùng tôi chả có con đường nào khác hoặc là phải nằm sóng xoài ra sàn ở hiệp ba hoặc là bị giết và tôi đã quyết định sẽ nằm một tổ chức mạnh và nguy hiểm như thế thì đùa với nó chỉ có chết tám rưỡi rồi dậy đi johnny đã đến lúc phải đi rồi rose thỏ đầu vào cánh cửa đề ngỏ gọi mọi cái ổn cả rồi tôi sẽ tự mình chở anh đi để tôi sửa soạn một tí đã tôi bụng một bụng nước lạnh và lên mặt chải sơ lại mái tóc rồi khoác bộ vest brand mang đến nó thật vừa vặn nhưng tôi cảm thấy không hài lòng tí nào có tiếng gõ cửa alice bước vào trông anh tuyệt quá johnny ạ à. cứ cho là thế đi tom đã ra gara lấy xe chúc anh thành công cảm ơn cô rất sung sướng là cô không đi cùng chúng tôi tom muốn tôi đi cùng nhưng tôi không thích cái trò đánh đấm ấy song tôi sẽ luôn nghĩ về anh và cầu mong cho anh thắng nếu thế thì tạm biệt cô và cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho tôi anh sẽ trở lại chứ tôi sẵn sàng trả giá đắt để trả lời được câu đó tất nhiên một lần nữa xin cảm ơn cô anh bỏ cái này vào túi đi đây là lá bùa của tôi nó sẽ đem lại may mắn cho anh tôi nhìn cái huy chương bạc alice dúi vào tay tôi trên tấm huy chương có hình một vị thần gì đó linh thiêng tôi bỏ nó vào túi và quên ngay bước xuống cầu thang tôi để ý thấy chiếc Cadillac của Petelli đang chạy tới. Ngồi sau tay lái là Benno. Brent ngồi ở băng sau. Chúng tôi đến đón anh. Brent ló đầu ra nói. Thế nào? Sẵn sàng rồi chứ? Ổn cả. Rose sẽ chờ tôi. Chúng tôi sẽ chờ anh tới đó. Benno nói. Rose vẫn chưa lấy xe và nghĩ là không việc gì phải cái vã vì một chuyện vặt vãnh nên tôi lên xe chúng. Lúc chúng tôi đến gần sân vận động, Benno quay lại nói FRRR nhớ là ở hiệp ba, nếu không đời mày coi như đi tong. Đừng lo, tôi nói. Tao hiểu. Tiền của mày tao sẽ giữ cho đến khi nào mọi chuyện kết thúc. Xe của mày đã sẵn sàng sau sân vận động. Xăng đầy bình. Mày có thể chạy thẳng một mạch tới Miami. Benno đậu chiếc Cadillac vào bãi đậu xe. Chúng tôi xuống xe đi vào sân vận động bằng ngõ cửa hông. Trước phòng thay đồ, chúng tôi bị một nhóm phóng viên vây quanh. Dừng lại ngoài hành lang. Benno trả lời phỏng vấn còn tôi phải vất vả lắm mới chui được vào phòng thay đồ, đóng chặt cửa lại. Henry đã chờ tôi ở đấy. Anh vẫn định thắng à? Hắn hỏi khi tôi nằm xuống bàn mát xa. Làm sao tôi biết? Chả lẽ tôi có thể đoán trước diễn biến trận đấu? Henry làm mát xa cho tôi một lúc lâu rồi hỏi, ngài Peteli kinh doanh box từ lâu. Tôi có cảm tưởng là ngài ấy đã sắp xếp mọi chuyện và đây là một trận đấu giả. Tôi biết tôi có cảm tưởng là tất cả mọi cái trong cái thị trấn bẩn thỉu này đều do Petelli sắp xếp. Không thể không ngửi thấy cái mùi tanh một khi Petelli đã cá cược vào cửa kít những 10.000 đô. Tôi đã được lệnh phải thua ở hiệp 3. Henry lầu bầu một điều gì đó trong miệng. Chúng tôi cố né tránh ánh mắt của nhau. Chỉ có điều anh đừng nên giận ngài Brent, Henry nói. Ông ta là một người tốt. Nhưng làm sao ông ta dám chống lại Petelli? Và nếu Petelli đã quyết anh phải thua ở hiệp 3 thì ngài Brent ấy còn làm gì được nữa. Chỉ cần ông ta nói một tiếng không thôi là lũ đàn em của Petelli sẽ cho ông ta sang bên kia thế giới ngay. Mà ông ta còn vợ, còn con. Thôi, được rồi Henry, không nói nữa. Có thể anh nói phải. Xong tôi vẫn không muốn hắn quanh quẩn quanh tôi. Sao? Anh không thể làm phò tá cho tôi sao? Một khi người ta đã quyết định anh phải thua ở hiệp 3 thì còn cần gì đến người phò tá cơ chứ? Henry trả lời buồn bã. Nhưng nếu tôi không chịu nằm yên thì sao? Nếu tôi xoay sở khôn ngoan trong trường hợp đó? Henry nhìn quanh, lo lắng tựa hồ như sợ có ai đó nghe lỏm. Đó là một sự điên rồ. Henry nói vẻ hoảng sợ. Hãy bỏ cái ý nghĩ ấy đi. Suy tính một chút cũng chẳng hại gì. À, mà cái cửa sổ này dẫn đến đâu ấy nhỉ? Không nên. Bỏ cái ý nghĩ điên rồ ấy đi. Đừng nói đến chuyện đó nữa. Tôi nhảy khỏi bàn massage đến bên cửa sổ, dưới kia cách cửa sổ chừng hai chục mét là bãi đậu xe tôi thò đầu ra ngoài dưới cửa sổ dọc theo bức tường là một cái ống thoát nước leo theo cái ống đó xuống đất không khó nhưng sau đó trốn đâu henry lôi tôi khỏi cửa sổ lại nằm lên giường ngay trước trận đấu không được đùa henry anh nghĩ là mấy thằng người ý ấy sẽ đột tôi tất nhiên là sẽ đột chuyện đó thì rõ rồi hai năm trước đây chúng đã hạ sát Ben vì tên này đã lừa Petelli. Chúng cũng từng đánh thành tật Benny Mason vì tên này đã để thua trong khi Petelli lệnh phải chịu đựng cho được 10 hiệp. Chúng cũng đã tạt axit vào mặt TIGE Freeman vì tay này dám thắng ở hiệp thứ bảy. Tôi đang mải nghĩ về những điều Henry nói thì có tiếng của Brent. Đã đến lúc phải thượng đài. Henry giúp tôi mặc cái áo choàng đỏ thấm của Petelli tặng. Đó là một cái áo choàng thật đẹp, có thêu mấy chữ màu trắng. Johnny F -A, -L -L A R giá như trước kia, cái áo khoác đó đã làm tôi hãnh diện và hạnh phúc nhưng giờ đây nó chỉ làm tôi bực bội. Lúc tôi bước ra dưới những tràng vỗ tay, reo hò của đám khán giả cuồng nhiệt, thì kít cũng xuất hiện. Hắn cũng được hoan hô tán thưởng không kém và khi hắn nâng sợi dây võ đài nhảy lên sàn thì cả khán đài sôi lên. Brent tới, người đẫm mồ hôi, vẻ mặt lo lắng. Ta đi nào, hắn nói. Anh đi trước chúng tôi theo sau. Chúng tôi đó là Brent, Henry, Penny và Benno. Tôi bước tới võ đài trong tiếng hò reo vang trời của khán giả. Tôi buồn giàu mà nghĩ rằng không biết họ sẽ gào thét thế nào khi tôi từ võ đài đi vào đây. Tôi chui qua dây võ đài leo lên sàn đấu rồi đi tới góc dành cho mình. Kit trong chiếc áo choàng màu vàng đã ngồi chiếm trệ trên ghế góc đối diện. Hắn ngồi dạng chân, giữ giữ quả đấm ra hiệu cho mấy tay phò tá của mình và cử chỉ đó làm khán giả phì cười. Tôi ngồi xuống ghế và Henry bắt đầu quấn tay cho tôi. Gã huấn luyện viên mập thù lù của Kit. Cúi gặp người trước mặt tôi chăm chú theo dõi Henry băng tay cho tôi, phả hơi thở sặc mùi whisky và xì gà. Cố né tránh cái mùi khó chịu ấy, tôi quay mặt lại nhìn đám khán giả ngồi dưới võ đài. Và tôi bỗng nhìn thấy nàng. Tôi đã nhìn thấy không ít người đẹp nhưng đẹp như cô gái đó thì tôi chưa bao giờ thấy. Cô có mái tóc đen huyền trải ngôi giữa, thắng tắp tựa hồ như một bức tượng được tạc bởi một nghệ sĩ tài hoa mắt cô to đen sáng long lanh da trắng như trứng gà bóc anh làm sao thế henry ghé tai tôi hỏi thầm có thể nghĩ là anh đã bị người ta xẻ đầu tôi nhìn người đàn ông sang trọng hộ tống cô hắn khá đẹp trai với những đường nét cân đối hài hòa da mặt màu ô lưu mái tóc màu hạt rẻ xuân bồng bềnh nhưng đôi môi mỏng và ánh mắt độc ác nhìn tôi đã gây cho tôi một ấn tượng khó chịu. "Đứng dậy đi." Henry nói và kéo giật cái ghế tôi đang ngồi. Trọng tài và Kit đang chờ. Thật vậy, cả trọng tài và Kit đã đứng chờ tôi giữa sàn đấu. Tôi bước tới chỗ họ. "Này, anh bạn, anh bạn vừa ngồi lì ra ở ghế đấy à?" "Tôi đã ra đòn đâu?" Kit cười khích bác. "Thôi, đủ rồi, các cậu." Trọng tài nói bằng giọng khô khốc. "Nắn gần nhau rồi bây giờ vào trận đi." Henry cởi áo khoác cho tôi. Tôi quay lại ngắm người đẹp lần cuối. Cô ta gật đầu và hét, Ê, anh chàng đẹp trai. Rộng thằng cha đang nghe răng kia cho chết đi. Gã đàn ông cùng đi với cô lúng búng điều gì đó. Nắm tay cô nhưng cô giảng ra. Chúc anh thành công. Cảm ơn. Tôi đáp. Chuông. Kít lao tới với nụ cười của kẻ chiến thắng. Hắn ra một loạt đòn ngắn bằng tay trái sau đó lại một loạt đòn ngắn nữa bằng tay phải. Tôi cứ né tránh và chờ cho đến khi hắn hở đòn. Kít lại ra đòn. Tôi cúi người né và tung mấy cú liền vào sườn rồi ôm lấy hắn. Trọng tài đành phải đẩy ra. Cùng lúc ấy, tôi kịp dáng kít một đòn bằng tay phải. Hắn cáu, gầm gừ, hắn lao vào. Tôi phản công, tung một cú móc bằng tay phải trúng hàm làm hắn ngã xuống sàn, nằm giang tay giang chân. Trọng tài bắt đầu đếm. Tôi lặng lặng đi về góc của mình. Một cảm giác lo sợ xâm chiếm lòng tôi. Tôi không nghĩ là mọi việc lại có thể kết thúc nhanh đến thế lúc trọng tài đã đếm đến bảy thì kít cũng đứng dậy được. Không để hắn kịp hoàn hồn, tôi lao ngay vào tấn công. Tôi cố làm ra vẻ tung hết sức nhưng thực ra chỉ mới dùng nửa sức bởi lẽ đối thủ của tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Để tiếp tục biểu diễn cho khán giả xem, lâu lâu tôi lại giả vờ cho kít đánh trúng một đòn. Cuối cùng thì kít cũng hoàn hồn. Nhưng những đòn của hắn tỏ ra rẻ rặt và yếu ớt. Có cảm tưởng lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ là làm sao né những cú ra đòn bằng tay phải của tôi sau khi được nếm thử một lần rõ ràng là hắn không muốn nếm thêm lần nữa. Sau một hồi trận chiến chúng tôi kết thúc hiệp đầu, Kit đã chống cự không tồi, có lẽ là nhờ thể lực. Chuông, chúng tôi buông nhau ra trở về góc của mình. Henry massage cho tôi còn tôi thì đưa mắt tìm người đẹp lúc nãy. Cô ta nhìn tôi giận dữ, miệng méo mó, khinh bỉ. Rõ ràng là cô ta đang giận tôi vì những cú ra đòn giả vờ của tôi vừa rồi có thể đã đánh lừa được nhiều người nhưng rõ ràng là không đánh lừa được cô. Brent xuất hiện. Anh vừa dở trò gì thế? Hắn hỏi. Mặt trắng bệch như mặt người chết. Sao anh lại đánh kíp như thế hả? Sao lại không đánh? Hắn ta là võ sĩ hay nữ nghệ sĩ ba lê? Petelli đã bảo tôi nói với anh rằng. Chuông. Đã đến lúc phải thi đấu. Chúng tôi lại lao vào nhau và đánh loạn xạ. Chúng đâu hay đấy? dưới tiếng reo hò của khán giả kít đuối sức hắn quyết định lùi về tự thủ bằng cách dùng găng che con mắt bị tôi đánh rách hắn nhanh chóng hiểu ra rằng khó có thể chiến thắng trong lúc hăng tiết hắn thình lình tung một đòn tay phải rất mạnh cú đấm làm tôi bàng hoàng tôi quyết định ôm lấy hắn nghỉ lấy hơi nhưng kít đã đẩy tôi ra và tiến tới hắn hiểu rằng lúc này là lúc có thể kết thúc trận đấu hắn ra đòn liên tiếp và hầu như đều trúng mục tiêu tôi cảm thấy nóng nực nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh táo và tôi biết rằng kít đang sơ hở. Chờ cho hắn sơ hở tôi lao tới tung một cú móc tay phải. Cú đấm trúng hàm. Hắn ngã sóng xoài xuống sàn lặng đi như chết. Trọng tài chưa kịp đếm thì chuông báo hết hiệp. Các phò tá của kít sốc nách hắn kéo lại để hắn lên ghế. Tôi chậm rãi trở về góc của mình. Cảm thấy thấm mệt. Penny đã chờ tôi ở đó. Thằng khốn. Hiệp sau. Hắn rít vào tai tôi. Xéo đi. Tôi quát. Henry đẩy hắn ra và lấy khăn tay lau mặt cho tôi. Một nụ cười nở tươi trên môi hắn. Tuyệt lắm. Henry nói. Anh đã chơi chúng một vố đau. Đáng đời lũ chó. Tôi quay lại nhìn người đẹp ngồi ở hàng ghế đầu. Nàng mỉm cười và đưa tay lên với tôi. Nhưng đúng lúc ấy tiếng chuông lại vang lên. Kít tấn công liên tiếp. Mũi hắn chảy máu. Mắt sưng vù. Tôi dồn hắn vào góc và cứ thế dã vào cái mũi bị thương. Máu mũi hắn chảy xối xả. Khán giả reo hò. Hắn lắc lư rồi ôm lấy tôi. Tôi phải khó khăn lắm mới đỡ cho hắn khỏi quỵ xuống. Giả đỏ như đang đấu. Tôi cứ lắc hắn cho đến khi hắn tỉnh. Thằng chó! Ra đòn đi! Đến lượt mày rồi đấy! Tôi thì thầm vào tai hắn. Tôi đẩy hắn ra. Lùi lại để hở hoàn toàn. Kít dồn hết sức tàn tung một cú móc. Tôi quỵ xuống rồi ngã lăn ra sàn. Cả võ đài như rung lên. Tiếng reo hò vang trời tưởng như ở Miami cũng nghe thấy trọng tài cúi xuống cạnh tôi và bắt đầu đếm tôi liếc nhìn kíp vẻ mặt hắn ngơ ngác và tôi cảm thấy nực cười hắn đứng tay vịn dây võ đài hai chân run rẩy. tôi choáng váng nhưng khi trọng tài đếm tới sáu thì tôi đã đứng dậy được vì tin là tôi không thể đứng dậy được nữa lúc này kíp lùi lại vẻ sợ hãi và điều đó đã làm cho khán giả cười ồ lên mấy tay phò tá la hét để hắn tiếp tục trận đấu và kết liễu đời tôi với vẻ đáng thương kíp xông tới sau khi né được một cú móc phải, tôi dáng trả hắn một cú đấm thẳng vào giữa cái mũi bị thương. Tôi muốn tỏ cho Kít biết là muốn thắng được tôi hắn cũng phải trả giá đắt. Gầm lên vì đau và tức, Kít định tung một đòn vào hàm tôi. Tôi né tránh nhưng đòn thứ hai thì trúng đích. Tôi ngất đi chừng ba giây, sau đó mở mắt ra. Tôi nằm sấp trên sàn, mắt nhìn người đẹp ngồi ở hàng ghế đầu đang gào thét vì tức giận. Đứng dậy đi, đánh mạnh vào. Đứng dậy đi đồ hèn vẻ mặt nàng lộ rõ vẻ tức giận và khinh bì. Đột nhiên, tôi hiểu rằng tôi không định tuân theo lệnh của tên Petelli nào đó. Trọng tài vẫn tiếp tục đếm, 7, 8. Lúc trọng tài đang định đếm 8 thì tôi đứng dậy. Kít lao tới nhưng tôi đã kịp ôm lấy hắn. Hắn cố đẩy tôi ra nhưng không sao đẩy được. Còn tôi vẫn cứ ôm hắn, không thèm để ý tới trọng tài đang cố hết sức rằng chúng tôi già. Để hoàn hồn, tôi chỉ cần vài giây. Lúc tôi cảm thấy mình đã có thể tiếp tục trận đấu, tôi liền buông kít ra và không để cho hắn kịp thở tôi tung một cú tay trái vào con mắt sưng vù của hắn. Điên tiết, kít lao vào tấn công nhưng tôi đã tung cú móc hiểm của tôi bằng tay phải. Hắn ngã ngửa ra sàn. Trọng tài đã đếm hết mười mà kít vẫn nằm ngay đơ trên sàn như một cái xác. Mặt tái mét trọng tài đến nắm tay tôi dơ lên, tuyên bố f a r r a r thắng. Tôi đưa mắt nhìn nàng. Nàng gửi tôi mấy cái hôn gió. Sau đó đám phóng viên, nhiếp ảnh ùa lên võ đài và tôi mất dạng nàng. Peteli lách đám đông bước tới. Hắn mỉm cười nhưng ánh mắt hắn hung hãn và hằn học. Khá lắm, f -r, -r, r Hắn nói, mày biết cái gì đang chờ mày rồi đấy. Rồi hắn quay lại nói chuyện với huấn luyện viên của kíp. Trong lúc phòng thay đồ còn đông nghịt giới phóng viên, nhiếp ảnh bắt tay chúc mừng. Tôi vẫn cảm thấy chưa có gì nguy hiểm. Nhưng khi họ đã giãn ra, tôi cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành henry dẫn tôi tới chỗ thay đồ hắn sợ muốn chết tom đến nhưng tôi tránh mặt anh vì không muốn anh phải dính líu vào chuyện của tôi trong phòng thay đồ chỉ còn lại mấy khán giả họ không để ý đến tôi nữa mà say mê bàn tán về kíp nhà vô địch hạng nặng vừa bị tôi hạ đo ván henry mọi việc đều tốt cả tôi vừa thắt cả vạt vừa quay qua nói với henry đừng chờ tôi cảm ơn vì tất cả tôi không thể làm gì hơn cho anh henry nói nếu anh tìm cách chuồn khỏi nơi này được càng tốt. Đừng để chúng dồn anh vào tường. Henry nói rồi đưa mu bàn tay lên quẹt khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Đáng lẽ anh không nên làm thế. Không nên làm cái gì. Đột nhiên như có một dòng điện chạy suốt sống lưng tôi. Tôi quay lại. Trước mặt tôi là cô gái tóc đen xinh đẹp ngồi ở hàng ghế đầu. Người đã gửi tôi những chiếc hôn gió. Nàng nhìn thẳng vào mặt tôi. Tay cầm điếu thuốc. Anh không nên làm điều gì vậy. Anh Johnny. Henry lặng lặng bỏ đi còn tôi thì đứng ngỡ người ra vì bất ngờ. Mấy khán giả cũng im lặng nhìn nàng. Chúng ta đi thôi các bạn, một người nói. Đã đến lúc những người từng giúp đỡ nhà vô địch mà cũng phải bỏ đi. Cả bọn cười ồ tựa hồ như câu nói đó là trò đùa đáng cười nhất thế gian rồi bỏ ra khỏi phòng thay đồ. Xin chào cô, tôi lấy cái áo vest trên móc xuống hỏi. Thế nào, cô thắng được nhiều không? Nàng cười. Đôi môi mọng đỏ trúng chím để lộ hàm răng đều đặn trắng mút. Ít thôi, một ngàn đô. Lúc nãy khi anh ngã suýt nữa thì em ngất. Em tưởng là em thua. Rất tiếc, tôi nói. Lúc đó chẳng qua tôi lơ đánh một tí thôi. Vì một người đẹp ngồi ở hàng ghế đầu cứ làm tôi mất tập trung vào công việc đấy thôi. Ồ, bằng cách nào? Nàng hỏi và nhìn tôi với đôi mắt liêm diêm. Chỉ vì cô là người đẹp nhất trong số những cô gái tôi đã gặp. Anh nhất thiết phải nói với cô ấy những lời ấy. Phụ nữ là chúa thích được khen đẹp tôi sẽ cố gắng làm bằng được điều ấy em thấy em thấy nàng vẫn cười nhưng ánh mắt nàng có vẻ lạnh lùng hơn anh là một kẻ nịnh đầm nhưng em không tin anh đâu em có cảm tưởng anh đã cố ý ngã thứ nhất vì người ta đang đồn ầm lên và hai nữa vì sao anh lại sơ hở đến thế em luôn xem các trận đấu box ở đây người ta hay tổ chức các trận đấu đã được dàn xếp kết quả trước vậy thì tại sao anh lại quyết định thi đấu thật cơ chứ vì người đẹp đấy tôi đáp và sau đó vì những kẻ tội nghiệp đã cá cược vào cửa tôi. Nàng nhìn tôi chăm chăm. Anh là người đàn ông đẹp. Anh Johnny à. Tôi dựa người vào tường, biết mình đang mất thời gian vô ích. Thay vì một cuộc trao đổi lịch sự, cần phải tìm cách thoát khỏi vòng vây những kẻ hâm mộ. Đây là cơ may duy nhất để tôi thoát khỏi nanh vuốt của Penny và Benno. Nhưng lúc này ngay cả Petelli cũng không sao bắt tôi rời khỏi căn phòng này. Cô là ai? Tôi hỏi. Đến đây làm gì? vẻ mặt nàng trở nên nghiêm trang. Em là ai? Điều đó không quan trọng. Tên em là Dela. Nàng nói. Còn em ở đây là vì anh đang gặp rắc rối mà một phần là vì em. Có phải anh đang gặp rắc rối không? Ngoài cửa kia có hai gã đang chờ tôi. Nếu chúng vào được đây thì đời tôi coi như hết. Sao? Anh đã đánh lừa Petelia? à? Tôi giật thót. Cô cũng biết lão ta à? Kia gã khốn kiếp đó ấy à? Em thừa biết hắn là người thế nào? em không muốn biết hắn cho dù hắn có là người duy nhất trên hành tinh này tuy nhiên chúng ta đang để mất thời gian vô ích em sẽ đưa anh thoát ra khỏi đây nàng tới gần cửa sổ ló đầu nhìn xuống ở đây có thể leo xuống bằng ống nước tôi cũng bước tới cửa sổ bãi đậu xe gần như đã trống không kia là xe em chiếc đầu tiên bên phải ở hàng thứ hai ấy nếu anh tìm cách bí mật tới được xe thì anh sẽ thoát chết hượm đã Tôi nói và đưa mắt nhìn chiếc Bentley thể thao bốn chỗ. Mui trần. Tôi không có quyền lôi cô vào chuyện này. Bọn Petelli là một băng nguy hiểm. Đừng có ngốc thế. Bọn chúng sẽ không đoán ra đâu. Thôi, em đi đây. Sau khi em ra, anh hãy khóa trái cửa lại. Em sẽ lấy xe ra và chờ anh ở bên dưới. Anh cứ nhảy vào ghế trước còn mọi việc em lo. Tôi lại nhìn qua cửa sổ và nhận ra gã đàn ông đã ngồi cạnh cô nàng lúc nãy anh bạn của cô chắc gì đã bằng lòng tôi nói hắn đang đợi cô dưới đó anh ấy là chồng em nàng đáp em chỉ cần ba phút em đi đây anh nhớ khóa trái cửa lại đừng cho ai vào sau khi khóa trái cửa tôi đến bên cửa sổ người đàn ông bên dưới vẫn đi đi lại lại cạnh chiếc xe vẻ hồi hộp đột nhiên tôi nghe có tiếng động ngoài cửa tôi ném ánh mắt về phía đó cái tay nắm từ từ quay có ai đó đang định mở cửa vào nhưng cửa đã khóa trái, cái nắm cửa từ từ trở lại vị trí cũ, như thế là bọn chúng đã đến. Rõ ràng chúng nghĩ là có thể yên tâm làm việc tôi vì sân vận động gần như đã vắng ngắt. Từ cái loa phóng thanh vang lên một điệu nhạc nhảy có thể át tiếng súng, tôi bước nhanh tới cửa, ngoài cửa có tiếng ai đó thì thầm. Tôi lạnh xương sống. Tôi bê cái bàn dùng để mát xa chặn ngang cửa. Rõ ràng là bọn chúng biết rõ mọi ngóc ngách sân vận động này hơn tôi và vì thế mà chúng sẽ biết kế hoạch leo qua cửa sổ theo ống nước xuống không mấy khó khăn. Chỉ cần biết cửa bị khóa trái lập tức Penny sẽ lao xuống và đón tiếp tôi dưới đó, để theo các bậc thang bê tông sân vận động và chạy đến cửa dẫn ra chỗ đậu xe, hắn chỉ cần nhiều nhất là 4 phút. Có lẽ giờ này hắn đã chạy đến đó. Cần phải tranh thủ từng giây. Tôi choài người ra khỏi ô cửa và bắt đầu bám ống nước leo xuống. Vì vội, mấy lần tôi trượt chân nhưng vẫn bám lại được. Tôi tiếp tục leo xuống cuối cùng tôi cũng đặt chân xuống đất chiếc bentley phóng tới đây là không thèm bật đèn cách đó chừng một trăm mét tôi nhận ra penny hắn ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng thay đồ vẫn không biết là tôi đã chuồn sau đó tôi nghe có tiếng phá cửa chiếc bentley chạy đến gần tôi rồi dừng hẳn lại cửa mở ngồi vào nhanh lên đây là réo gọi tôi nhảy lên ghế xe và chiếc bentley phóng biến đi đây là bật đèn pha hỏi có ai nhìn thấy anh không hình như không ai thấy cả. Ít ra là từ phía sau, tôi nói và ngoảnh lại. Gã đàn ông tóc quăn mà Đê La gọi là chồng đang ngồi ở băng sau. Đê La, em điên thật rồi. Sao em lại xía vào chuyện này hả? Đột nhiên hắn quát. Dừng xe lại và tống khứ gã kia khỏi xe ngay. Đê La bật cười. p -O -L, anh im đi. Bọn chúng muốn bắn chết anh ấy. Em không thể để cho một người có thể giúp em thắng hàng ngàn đô la bị giết được. Đúng là con ngốc tội nghiệp em luôn xía vào những chuyện mạo hiểm. De La lại phỉ cười. Anh đừng để ý đến anh ấy. Nàng nói, bọn em sẽ tới Lincoln Beach. Anh đi với bọn em chứ. Ừ, tôi đáp cộc lốc. Xe chúng tôi tiến gần tới cổng chính của sân vận động và lúc này tôi mới nghĩ rằng có thể Petelli đã lệnh cho tay chân của hắn đóng cửa. Tôi nói ý nghĩ này với De La. Rất có thể. Anh nằm sát xuống sàn xe đi. Lúc này trước mặt chúng tôi đã có mấy xe nữa. Đoàn xe chậm chạp tiến ra cái cổng lớn của sân vận động. Ở đây có hai tên bảo vệ. Chúng sẽ kiểm tra các xe. Đê-la thì thầm nói với tôi. Em sẽ cho xe chạy chậm lại. Đế cho tất cả các xe khác ra trước. Đằng sau chúng ta có một chiếc xe tải. p nói bằng một giọng khàn khàn. Để tôi ra. Tôi nói. Như thế tốt hơn. Nhưng Đê-la đã để tay lên vai tôi. Ấy tôi nằm sát sàn hơn. Đừng cựa quậy. Nàng chạy chậm lại có tiếng còi báo động vang lên đâu đó không được dừng P.O.L. nói cứ giữa đường mà phóng đừng để chúng đuổi kịp chiếc xe của chúng tôi đã vượt lên trước phía trước vắng vẻ chúng ta đang tới gần cổng đề la à cúi xuống nói với tôi tôi ngóc đầu lên nhìn ra ngoài chiếc xe phóng nhanh qua cửa kính tôi nhìn thấy một gã đàn ông đội mũ kép gã nhìn tôi ê cô kia không được phóng nhanh thế tay bảo vệ quát gọi thình lình mở cửa xe tôi chộp lấy tay nắm đóng sập cửa lại. Đây là dấn ga. Chiếc Bentley lao đi như một mũi tên. Tôi ngồi lại trên ghế trước. Một chiếc xe nào đó chắn ngang. Đây là bẻ ngoặt tay lái. Xe chúng tôi lách qua chiếc xe ngáng đường phóng đi. Chúng đang đuổi theo chúng ta. P.O.L. điên tiết quát. Quỷ tha mà bắt em đi. Anh đã nói là đừng có dính vào chuyện này rồi. Thay cho câu trả lời. Đây là dấn ga. Chiếc xe vọt lên. Kim đồng hồ tốc độ nhảy tới con số 110 nháy nháy, vọt lên 120 sau đó tới 125 và dừng lại ở con số 130. Bọn chúng rớt lại rồi. Đê la nhìn vào kính chiếu hậu, reo lên. Bây giờ thì chúng sẽ không sao đuổi kịp nữa. Em nhìn phía trước đi, P.O.L. cằn nhằn. Kẻo không lại lao xuống rạch bây giờ đấy. Tôi ngoảnh lại nhìn phía sau. Chiếc xe đuổi theo chỉ cách chúng tôi chừng 200 mét, không hơn trước mắt chúng tôi là chỗ ngoặt ôm sát bờ cỏ. Đây là buộc phải giảm tốc độ và như vậy chiếc Cadillac đồ sộ kia hoàn toàn có thể đuổi kịp. Xe của chúng tôi cứ giữa đường mà phóng. Kim đồng hồ vẫn giữ ở con số trên 100. Đó là một tốc độ khá lớn đối với con đường thế này. Chú ý, trước mặt ta có xe. Tôi quát, khi nhìn thấy ánh đèn pha đang mỗi lúc một gần. Đây là chuyển pha sang cốt và buông chân khỏi pedal ga. Có tiếng lốp xe miết xuống mặt đường dít lên ở đằng sau, tôi quay lại và thấy chiếc Cadillac đã dừng lại. Ngay lúc đó, tôi nhận thấy chiếc Bentley lạng sang một bên. Chiếc xe ngược chiều mỗi lúc một gần. Đê la bẻ ngoặt tay lái. Mấy bánh xe cạ vào mép đường. Nắm chắc tay lái, cô nghiêng người cố giữ cho xe khỏi lật. Hoa mắt vì ánh đèn pha sáng loáng, chiếc xe ngược chiều lao thẳng vào chúng tôi. Chúa ơi! Đê la thét lên. Đúng lúc ấy, tôi nghe một tiếng rầm. Sau khi đụng vào xe chúng tôi, chiếc xe chạy ngược chiều lao xuống bụi cây tôi vội bám chặt lấy táp lô tiếng cây gãy răng rắc tiếng kim loại và một cột lửa bốc lên tôi nghe tiếng hét của đê la cột lửa tắt dần và mọi cái chìm vào bóng đêm chương 4. mùi ê phi và iốt như nhắc cho tôi biết tôi đang ở trong bệnh viện phải khó khăn lắm tôi mới mở được mắt trước mặt tôi là m ot người đàn ông gầy mặc áo choàng trắng sau ông là cô hộ lý mập cô có vẻ ủ rũ và mệt mỏi anh cảm thấy thế nào vị bác sĩ cúi xuống hỏi ông tỏ vẻ lo lắng đến nỗi tôi không dám nói toẹt ra là tôi cảm thấy tệ hại lắm tôi gượng cười rồi nhắm mắt lại mắt tôi hoa lên sau đó tôi như bơi bồng bềnh trên chín tầng mây tôi quyết định cứ để như thế lo làm gì có ai chết hai lần đâu có cảm tưởng như tôi đã phải ở trong sương mù từ lâu và lúc này khi ánh đèn bật sáng tôi lại bắt đầu vũ điệu của mình tôi đã phân biệt được những tấm bình phong trắng quây quanh giường và cái đó làm tôi đâm hoàng tôi nhớ là người ta chỉ che bình phong khi người bệnh sắp chết sau đó tôi để ý thấy người đàn ông lực lưỡng ngồi cạnh giường với kim mũ hất ra sau gáy khuôn mặt lâu ngày không cạo tỏ vẻ buồn bực và mệt mỏi có đứng xa cả cây số cũng biết hắn là chó săn nòi cô hộ lý từ sau bình phong hiện ra nhưng đó không còn là bà già mập thù lù lúc nãy mà là một nàng tóc vàng xinh đẹp chào cô tôi nói có cảm tưởng như tiếng nói của tôi vọng lại từ đâu đó rất xa. Nói là có hại cho sức khỏe của anh đấy. Cô nói giọng nghiêm khắc. Đừng cựa quậy và hãy cố ngủ đi một lúc. Ngủ đi. Ôi, Chúa ơi! Tên chó săn than thở. Phải làm sao để hắn mở miệng? Cô hiểu chưa? Cô cứ làm phần sự của cô đi. Hắn muốn nói. Phải thế không anh bạn già? Hay lắm. Đồ mật thám. Tôi đáp và nhắm mắt lại lúc tôi mở mắt ra thì đã thấy ông bác sĩ già gầy gò đứng cạnh giường tình trạng của tôi thế nào bác sĩ tôi hỏi tình trạng của anh rất tốt ông ta đáp anh đã qua khỏi như có phép màu chúng ta đang ở đâu đây thưa bác sĩ tôi định nhấc cái đầu nặng trịch lên mà không sao nhấc được anh bị tai nạn có điều anh đừng lo anh sẽ bình phục và mọi sự sẽ tốt đẹp tên chó săn từ sau lưng bác sĩ nhảy bổ lại thưa bác sĩ tôi có thể nói chuyện với hắn chứ ạ à? hắn hỏi tôi xin hỏi vài câu thôi không nhiều đâu điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của hắn hỏi đi nhưng không được kéo dài đâu đấy ông bác sĩ đồng ý anh ta bị thương rất nặng vị bác sĩ lùi ra nhường chỗ cho gã chó săn với một quyển sổ tay và màu bút chì trên tay tên anh là gì hà ông bạn già hắn hỏi đừng lo tôi muốn biết để làm biên bản tai nạn thôi zone FARR. địa chỉ không có địa chỉ nhưng ở đây anh cũng phải ngủ lại đâu đó chứ. Tôi ngủ bụi. Hắn trẻ môi và ngước mặt nhìn trần nhà. Thôi được rồi, cứ cho là thế đi. Anh ngủ bụi. Thế anh có bố mẹ hay người yêu gì không? Không. Thế còn cô gái cùng ngồi xe với anh? Hình ảnh cô gái tóc đen huyền với khuôn mặt đẹp như tượng thần vệ nữ hiện lên mờ ảo trước mặt tôi. Tôi không biết. Cô ấy nói, cứ gọi em là Dela nếu anh muốn. Cô ấy chỉ nói có thế thôi. Cô ấy làm sao cũng bị thương à? Cô ấy không sao. Vị bác sĩ đáp. Anh đừng lo. Thế còn chồng cô ta? Chồng nào? Gã chó săn hỏi tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên. Thì cái gã ngồi ở băng sau ấy. Cô ấy gọi gã là P.O.L. Gã ấy thế nào? Anh cũng đừng lo cho anh ta. Bác sĩ nói. Gã chó săn đưa tay vuốt mặt, tỏ vẻ lo lắng. Chuyện xảy ra thế nào? Anh cố nhớ lại xem. Hắn hỏi. Tôi không muốn đi vào chi tiết vì như thế thì dài dòng lắm. Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và quên hết mọi chuyện nhưng không thể. Xe chúng tôi đang chạy thì gặp một chiếc chạy hờ quốc chiều. Người ngồi sau tay lái có thể là một kẻ tâm thần. Có thể nói là hắn đã không thèm để ý đến xe chúng tôi. Đây là đã bẻ ngoặt tay lái sang phải và hắn đụng vào xe chúng tôi. Hắn có bị sao không? Gã chó săn thở dài. Bây giờ đến lượt tôi hỏi anh. Hắn nói vẻ ủ rột. Anh đừng lo cho hắn nếu anh nói anh ngủ bụi thì sao anh lại có thể ngồi sau tay lái chiếc Buick thể thao sang trọng đó? Đó không phải chiếc Buick mà là một chiếc Bentley và ngồi sau tay lái không phải tôi mà là cô gái tên là Della. Tôi ngồi cạnh cô ta ở ghế trước còn chồng cô ta. p o. l ngồi ở băng sau. Quỷ tha ma bắt anh đi. Hắn tức giận, gạo lên cởi mũ lau chán. Chính anh ngồi sau tay lái. Cô gái ngồi băng sau. Và không có chồng chàng nào nữa cả. Hắn cúi xuống đưa tay hăm dọa, và đó là một chiếc bích tôi bắt đầu điên tiết ông lầm cô gái mới là người lái xe và chiếc xe là một chiếc bentley thể thao mui trần bốn chỗ ngồi chúng tôi bị một chiếc xe chạy ngược chiều đâm phải ông cứ đi mà hỏi tay tài xế hắn sẽ nói cho ông biết gã chó săn ấy đứng dậy với vấy quyển sổ tay ngay trước mũi tôi không hề có chiếc xe khác anh nói dối có điều không biết anh nói dối vì mục đích gì thôi thôi đủ rồi đấy trung sĩ vị bác sĩ nói anh ta không đủ sức để chịu đựng sự tra tấn của anh hãy để cho bệnh nhân của tôi yên tôi không nói dối tôi hét và cố gượng dậy điều đó đã làm tôi kiệt sức đâu đó ở xương sườn bỗng có một quả tên lửa nổ tung và tất cả chìm vào bóng tối lúc tôi mở mắt thì một ngày mới đã bắt đầu một tấm bình phong phía dưới chân tôi đã biến mất chỉ còn lại hai bức hai bên trên đầu giường tôi là một cái giường khác rõ ràng là tôi đã được chuyển sang một phòng khác tôi nằm nghĩ về tất cả những điều gã chó săn vừa nói điều đó đã làm tôi thực sự lo lắng không có chiếc xe chạy ngược chiều không có gã chồng đê la và thay vì chiếc bentley thể thao là chiếc bích mà tôi là người lái tất cả những cái đó có nghĩa là sao hay đây chỉ là một giấc mơ và cả tên chó săn kia cũng chỉ là một phần trong cái đám sương mù mà tôi vừa bơi ra từ sau bức bình phong vị bác sĩ già xuất hiện ông có vẻ không hài lòng Tôi thấy không cần phải hỏi anh cảm thấy thế nào vì điều đó rõ rồi, ông ta nói. Vâng, tôi cảm thấy khỏe, cảm ơn bác sĩ. Tôi đã nằm ở đây được bao lâu rồi? Thưa bác sĩ. Ông bác sĩ già nhìn tấm bảng treo cuối giường tôi, đáp, anh được đưa đến đây lúc 11 giờ tối ngày 6 tháng 9. Hôm nay là ngày 14, vị chi là anh đã nằm được 6 ngày. Bác sĩ nói tháng 9. Tất nhiên. Tháng 7 chứ thưa bác sĩ. Tai nạn đã xảy ra vào ngày 29 tháng 7 ngày tôi thắng kíp nhà vô địch từ Miami trong một trận đấu box. Tôi không biết. Anh đã được người ta đưa đến đây ngày 6 tháng 9. Không thể như thế được. Tôi không thể nằm bất tỉnh cả tháng ở chỗ xảy ra tai nạn. Ông bác sĩ già mỉm cười. Tất nhiên là không thể. Viên cảnh sát giao thông khai là đã có mặt tại hiện trường 5 phút sau khi tai nạn xảy ra và một giờ sau anh được người ta trở đến đây. Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình. Thưa, bác sĩ không nhầm chứ ạ? Không, tôi không nhầm ông ta nói và ngồi xuống cạnh tôi thôi đừng lo lắng thế mọi chuyện rồi sẽ ổn đầu anh bị thương rất nặng phải nhờ có phép thần nào đó anh mới sống được đến bây giờ anh hãy chuẩn bị tư tưởng cho mình trước đi sắp tới anh sẽ bị mất trí nhớ một thời gian trong trạng thái ấy anh sẽ lẫn lộn ngày tháng và những hồi tưởng về những người đã có mặt với anh trên xe quá khứ sẽ lẫn lộn mờ nhạt nhưng dần dần mọi cái lại đâu vào đấy Lúc này anh tin chắc rằng tai nạn đã xảy ra hôm 29 tháng 7 và không tin là nó đã xảy ra hôm mồng 6 tháng 9 nhưng một tuần nữa anh sẽ nhớ lại tất cả. Và nữa, anh đừng để cho cảnh sát chán anh. Bọn đó biết rằng, nếu anh nói sai sự thật tức là anh cố ý làm thế. Nhưng anh đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi cho lại sức. Ông bác sĩ già ấy thật dễ thương. Ông ta đã làm tất cả những gì có thể và tôi thành thật biết ơn ông nhưng nỗi lo sợ vẫn không để tôi yên. Tôi biết chắc là trận đấu đã diễn ra hôm 29 tháng 7 và tai nạn đã xảy ra vào chính tối hôm đó. Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể giúp tôi một việc không ạ? À? Xin sẵn lòng. Việc gì vậy? Đề là cô gái đã cùng ngồi xe với tôi. Cô ấy làm sao? Không có ở đây à? Cô ấy có thể xác nhận với bác sĩ là tất cả đã xảy ra vào ngày 29 tháng 7. Bác sĩ cứ hỏi chồng cô ấy, anh ta cũng sẽ xác nhận thế. Ông bác sĩ già cau mày. Đào đâu ra chồng anh nói gì thế người ta chỉ phát hiện có hai người trong xe đó là anh và cô ấy thôi được rồi cứ cho là trong xe không có chồng cô ấy đi tôi điềm tĩnh nói vậy bác sĩ cứ đi hỏi cô ấy cô ấy sẽ xác nhận mọi chuyện hay là cô ấy không có ở đây ông bác sĩ già đưa tay vuốt mái tóc đã điểm bạc mấy hôm trước chúng tôi chưa dám nói thật ông ta nói nhỏ nhẹ nhưng bây giờ thì đã có thể nói mọi điều lúc người ta tìm thấy anh thì cô ấy đã chết sau bữa trưa thiếu úy cảnh sát Bill Pripkin đến gặp tôi. Nếu không có cô hộ lý báo trước thì tôi không thể tin hắn ta là một tên cớm. Đó là một gã đàn ông tầm thước đã ngoài 50 với khuôn mặt đầy nếp nhăn và đôi mắt ti hí nằm sau cặp kính gọng sừng. Hắn cầm cái mũ trên tay, đi đứng gión rén và nói năng rất ư lịch sự. Bill đẩy chiếc ghế lại gần giường tôi ngồi xuống, bắt chéo chân lên và hỏi, đầu thế nào, cậu nhóc? Đáp lại, tôi nói đầu tôi đã đỡ đau nhưng vẫn chùm mền, mình toát mồ hôi tôi cảm thấy không tin lão, không tin mọi thứ trên đời này và cứ nghĩ là đang bị mọi người xem là thằng tâm thần. Bác sĩ nói là anh bị sốc nhưng bây giờ thì chẳng có gì phải lo. Anh không phải là người đầu tiên sau khi bị chấn thương mất trí nhớ. Anh đừng lo, tôi chỉ hỏi anh vài điều thôi. Chúng tôi muốn xác minh rõ. Cô gái đi cùng anh đã chết sau khi đâm vào xe anh, chiếc xe ấy đã bốc cháy. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm cho ra kẻ đã ngồi sau chiếc xe đó. Hy vọng là anh sẽ giúp chúng tôi chắc anh cũng muốn chúng tôi nhanh chóng tìm ra kẻ đã gây ra tai nạn những màn rượt đuổi nghẹt thở những âm mưu thâm hiểm đang chờ đón bạn đừng bỏ lỡ bất kỳ tập nào phía trước bằng cách bấm nút đăng ký và biểu tượng chuông để nhận thông báo sớm nhất nhé